Chào các bạn, hôm nay công ty Công tử Việt Nhật xin giới thiệu các bạn model UWA20 phím nhấn. Đây là dòng model mới so với cái dòng trước đây. Điểm khác biệt là cái màn hình số sẽ lớn hơn dòng cũ trước đây. Nó chỉ khác biệt duy nhất như vậy thôi. Còn về phím nhấn, về tính năng, về mọi thứ thì nó đang là như nhau. Tôi sẽ cập nhật, đây là cái video thứ hai về cái model UWA này. Model này đây là dòng mới năm 2019-2020. Duy nhất màn hình là cái số nó to hơn, các bạn dễ theo dõi hơn. Thì giới thiệu qua model này, thì model này là dòng cân đĩa, còn đơn giản. Model này được thiết kế có một cái đĩa inox. Khi các bạn thì đây là cái lớp chống trầy của hãng, nó bọc màu xanh. Và đây là bên dưới nó là một lớp nhựa. Đây, như thế này. Và trên cân thì sẽ có một cái miếng này. Đây, cái miếng này rất là quan trọng nha các bạn. Cái miếng này là cái miếng để tránh nước khi nó tung tóe vào bên trong hoặc có hóa chất hay là bụi. Miếng này cực kỳ quan trọng. Nó hơi chá bóng một chút xíu. Tuy nhiên về nguyên tắc thì nó phải có để đảm bảo là nước không lọt vào bên trong. Đây các bạn có thể thấy. Chúng ta có thể lấy ra thì nó rất là đơn giản. Đây. Các bạn nên giữ nó lại. Rồi. Đây. Cái đĩa cân chúng ta đã đặt rồi, có thể lấy ra bình thường. Model này thì bên hông đây chúng ta có thể thấy đây là cái nơi tắt mở nguồn, ở bên trái phải chúng ta có thể tắt mở nguồn. Ở phía sau đang để trống. Tuy nhiên thì ở phía sau này nếu các bạn đặt thêm option thì có thể trang bị cái màn hình rời thứ hai và các bạn phải trả thêm tiền. Đây là cái màn hình phụ. Tuy nhiên thì model căn bản thì nó chỉ có một cái màn hình phía trước thôi, và màn hình phía sau thì nó sẽ không trang bị. Còn khi nào các bạn trang bị, người ta sẽ cắt cái màn hình ra và trang bị thêm một cái màn hình phía trước này, sau này. Bên hông cân thì nó một đoạn. Về thiết kế của model này, đĩa cân đang là 240-285 ở đây và 240 bên này. Trên cân được thiết kế có 20 phím nhấn ở bên tay phải chúng ta. Ở bên tay trái chúng ta thấy có level nước. Đây, cái level nước này là cái nơi chúng ta định cái tâm của cái cân này. Khi chúng ta đặt ở một cái, chúng ta nhận được cái cân về, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái tâm bằng cách là nâng bốn cái chân bên dưới này. Rồi. Trên cân thì chúng ta có thể thấy là màn hình này là màn hình LCD. Lúc nãy ta nói là nó khác biệt, nhất là cái số nó lớn. Bây giờ tôi sẽ khởi động cái số này lên cho các bạn theo dõi. Đây, số nó sẽ lớn hơn. Model này thì có thể điều chỉnh nhiều mức ký khác nhau, 3 ký, sẽ số 0.1, 0.2, 0.5. 6 kg có thể là chỉnh từ 0.2, 0.5 hoặc là 1 gram. 15 kg là 0.5 tới 1 gram và tới 2 gram. Còn 30 kg thì có thể chỉnh 1 gram, 2 gram, 5 gram. Rồi, các bạn có thể chỉnh cái mức cân tùy ý, tùy theo cái cảm biến nó bên trong. Và bây giờ cái model này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua để tôi kéo nó vào vị trí bên trong. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn thấy cách sử dụng cái cân này. Nó tương ứng với cái model trước đây. Model này chúng ta có thể thấy khi cân ổn định, cái mũi tên này nó sẽ báo qua cái đèn. Đây là đèn stable. Khi nào chúng ta cân cái món hàng nào đó ổn định và đứng thì đèn stable nó sẽ báo. Còn nếu không chúng ta thì cái mũi tên này nó sẽ không báo. Đây là cái dấu hiệu cho chúng ta biết là khi chúng ta đặt cái món hàng lên, nếu cái biểu tượng đèn này nó bật lên thì cái hàng đó các bạn có thể lấy xuống vì nó đã rơi vào trạng thái ổn định. Đây. Rồi. Nó đã ổn thì các bạn có thể lấy ra. Bên này chúng ta thấy cái biểu tượng của pin. Pin nó sẽ cho chúng ta biết nó sẽ tụt dần nếu pin nó cạn đi. Rồi. Nó rất là trực quan và dễ thấy. Trên này chúng ta có thể thấy đơn vị cân, lô bao, gam, kg. Để điều chỉnh cái đơn vị này chúng ta nhấn phím nhung. Đây. Chúng ta có thể điều chỉnh là gam và kg. Hiện tại lô bao thì không sử dụng gam và kg. Rồi. Nếu chúng ta để chế độ gam này thì giả sử tôi bỏ 200 gram lên. Đây 200 gram. 200 gram thì nó tương ứng là 200 gram chấm 0. Ở đây là đang sử dụng sai số là 0.2. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển đơn vị thành kg thì nó tương ứng là 0.2000. 2000 ở đây là 200 gram đây, và cái số ở đằng sau này là cái số nhỏ hơn nữa. Sau số
của hàng gam. Rồi thì thường đây chúng ta sẽ để là đơn vị là như thế này, 200 gram, nó sẽ cộng trừ trên dưới đây 205.0. đây là cách sử dụng cái chuyển đổi đơn vị. Rồi ngoài ra thì sở dĩ tại sao các bạn thấy cái cân này nó có tới từ 0 tới 9, từ 0 tới 9 ở đây là nó dành cho tính năng cài đặt hai lô OK. Một lát tôi sẽ nói riêng về tính năng hai lô OK, bây giờ ta sẽ nói thứ tự như thế này. Cái từ 0 cho tới tính, đây là cái biểu tượng cài đặt hai lô. Đây trước tiên ta nhấn vào hiện chữ L, L là biểu tượng của chữ lô. Lô chúng ta có thể nhập, lô đây chúng ta có thể nhập 500 gram. Rồi chúng ta nhấn 2, chúng ta nhập 1000 gram. Rồi vừa rồi chúng ta nhập 500 cho lô và 1000 cho 2, tức là nếu các bạn bỏ dưới 500 gram, đây các bạn có thể nghe tiếng tích và biểu tượng nó đánh ngay giữa lô. Đây các bạn nghe tích 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 tích. Chúng ta có thể cài đặt thêm một cái trụ đèn ở bên cạnh để nó nhá cái đèn. Cái đây là một cái option. Còn đây trên cân nó đã có cái việc này rồi. Bây giờ ta sẽ đặt trên 1000 gram. Đây trên 1000 gram là đèn 2 sẽ báo. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ở ngưỡng giữa, đó là ngưỡng trên 500 và dưới 1000 thì tôi đặt 700. Đây 700 là cái điểm OK và nó sẽ xuất hiện ngay cái đèn go và nó không có kêu cái tiếng kèn. Đây là cái chức năng hai lô OK và sở dĩ có sẽ có cái phím từ 0 tới 9 để chúng ta nhập cái khối lượng vào. Đây là cho tính năng hai lô OK. Ở trong cân này nó có xuất một cái tín hiệu đó để đấu, chúng ta đấu một cái đèn, một cái tháp đèn để cài đặt. Rồi ngoài ra chúng ta có thể thấy một số tính năng khác giống như cái tính năng cộng dồn. Ở đây chúng ta có thể nhấn biểu tượng M cộng, đây add 1. Rồi chúng ta có thể cộng lần 2, add 2, cộng lần 3. Rồi chúng ta có thể cộng lần 4. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra kết quả cộng dồn, chúng ta nhấn total. Đây màn hình hiện 4 lần, tổng cộng 2699.4 gram. Đây tổng cộng 4 lần, các bạn có thể thấy 4 lần 2699.4 là chúng ta cộng dồn bằng cách nhấn M cộng và kiểm tra kết quả cộng dồn bằng cách nhấn total. Rồi sau đó chúng ta có thể xóa đi là bằng cách chúng ta nhấn CE. Rồi đây chúng ta nhấn CE là nó sẽ xóa được kết quả cộng dồn cũ đi. Còn cái biểu tượng hai lô này khi chúng ta cài đặt rồi, nếu chúng ta muốn thoát đi chúng ta có thể nhấn nhập nó không và hai cũng nhập không, rồi là thoát cái chế độ hai lô, nó không còn xuất hiện hai lô nữa. Rồi cái phím zero và phím T là chúng ta dùng để trừ bì. Đây chúng ta có thể nhấn T để trừ bì. Đây chúng ta cần hoặc là chúng ta muốn nhấn trừ bì, chúng ta có việc nhấn T là chức năng này, là chức năng trừ bì. Đây đây là tính năng trừ bì, là tính năng trên cái cân này nó có cái tính năng trừ bì. Rồi zero là khi các cân nó không rơi vào trạng thái ổn định chúng ta mới nhấn zero, còn bản thân chúng ta cần nhấn T thì cho nó về không. Cái biểu tượng này đây là biểu tượng đếm số lượng. Đếm số lượng là đếm sao, là người ta sẽ đếm cái vật mẫu. Thường thì các vật mẫu đếm phải bằng nhau. Ví dụ giống như ta nhấn vào biểu tượng này mà nó hiện 10, 20. Rồi chúng ta có thể bỏ vật mẫu lên. Tôi đang đặt 500 gram lên và tôi ước nó là bao nhiêu con. Ví dụ cái cục này 500 gram nó đang có là 100 con. Thì chúng ta nhấn xác nhận nó 100 con. Thì 500 gram nó tương ứng với 100 con. Thì tôi bỏ thêm 1 ký thì nó cộng thêm 200 con nữa. Đây. Và tôi sẽ lũy thừa lên. Đây, cộng thêm 1 ký nữa là 200 con. Đây, tổng cộng là 500. Đây, chúng ta có thể thấy. Đây là cái cách đếm nó quy đổi từ khối lượng chia cho cái tỷ lệ trung bình, nó sẽ ra được giá cái số lượng con. Rồi.
Trên con này chúng ta cũng thể đi qua rồi, là tức là từ 0 tới 9 là để nhập liệu dành cho hai lô. Phím B là dùng để xác nhận, phím CE là phím để xóa cái kết quả cộng dồn. Phím M cộng là dùng để cộng dồn, phím total là để kiểm tra kết quả cộng dồn, phím U là phím để chuyển đổi đơn vị gam và kilogram. Hai lô là chúng ta để cài cái định mức cao thấp. T dùng để trừ bì và cái biểu tượng hình tam giác này là biểu tượng đếm số lượng, 0 là dùng để chúng ta về 0 khi mà cái khối lượng nó trôi về cái ngưỡng nhỏ quá thì chúng ta nhấn nó về 0. Rồi. Cái cân này thì trước đây thì có nhiều khách hàng người ta đã sử dụng rồi, bây giờ nó chỉ thay đổi duy nhất đó là màn hình lớn hơn và chúng tôi cần phải cập nhật cho các bạn thấy cái màn hình của nó lớn hơn trước đây rất là nhiều và số rất là dễ nhìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.